Hai chào các bạn nha. Buổi trưa hôm nay mình đến với Gành Hào Hạ Long các bạn. Mình sẽ ăn ăn trưa ở đây và mình sẽ ghi lại một số hình ảnh mình chia sẻ đến quý vị và các bạn ha. Ở đây bên Gành Hào có một cái hồ cá này là nước lạnh nè các bạn. Những cá này. Hồ cá đẹp quá trời, san hô này các bạn. San hô này là san hô thiệt nè. Và trưng bày mấy con cá đẹp quá trời. Trồng cái canh. Dạ. Trồng cái hôm nay là thứ bảy các bạn, ngày cuối tuần nữa mình không có đặt bàn, mình cũng không biết hôm nay là có bàn không, xuống thử coi. Hay thường thì xuống Gành Hào đông lắm, giờ này người ta bán cơm trưa bữa sáng á thì người ta bán thức ăn sáng. Món đầu tiên với Gành Hào cơm chiên Dương Châu, màu đẹp ha, có cà rốt nè, chả giò hải sản. Này là chả giò hải sản, chả giò hải sản chấm với nước sốt của quán nha, nước sốt đó, nước sốt để chấm chả giò hải sản. Có tương cà. Nè, tương cà nè. À. Cái suka chỉ ăn tương cà các bạn. Rất ăn tương cà. Ta đem tới cho mình nữa. Ly cái con nữa. À, bỏ lúc lóc tay tay. Tiếp theo là bò lúc lắc hai tay. Hỏi miếng bò nào, miếng nào nấy, người ta sắp cực bự ha, miếng bự ha. Kèm theo đó là khoai tây chiên các bạn. Miếng bự luôn á. À. Thử miếng thịt bò. Thử miếng thịt bò. Cái giò thì mình chấm cái nước sốt của quán nè các bạn. Nãy giờ quên chia sẻ các bạn, ở đây người ta bán một ly bia này nè, ly bia này ly bia thủ công sẽ có 33.000 thôi, nó có nhiều màu ha, màu vàng nè, màu đen nè, màu trắng sẽ là nhẹ nhất các bạn, uống vô nó ngon các bạn, nó hơi đắng nhẹ nhẹ và nó thơm. Đây là miếng sầu cua các bạn, hải sản rất là ngon luôn các bạn. Chắc bạn nhìn cái dĩa miếng này nha, miếng này người ta xào á rất là ít dầu mỡ, cái miếng nhìn á cảm giác nó mềm. Họ cũng muốn theo tỏi hấp dẫn quá ha. Ủa sao cái này giống đậu phộng quá vậy? Tỏi hả? Không phi lên hả? Rồi. Hay hả? Hay là phi. Ủa vậy hả? Họ ra thành phố biển ăn tỏi. Ủa ăn không muốn xào tỏi. Nhấn nắp nha, màu đẹp. Nó nhập đất rồi, anh em gửi được. Cảm ơn em. Đây là gỏi cá mai nha các bạn. Gỏi cá mai thì combo nó mình thấy có bánh tráng nè. Nhà kèm theo rau gừng thì mình thấy có đinh lăng, lá xa xị, dưa leo, rau quế, rau diếp cá, rau húng lủi. Dạ. Đây là cái chuối hột. Nó còn cái nước mắm riêng của nó nữa các bạn. Để mình chấm, mình cuốn, mình chấm, mình ăn á. Vị gỏi cá mai hấp dẫn ha. Dạ đây nè các bạn, đây là nước chấm gỏi cá mai nè. Nó sẽ có nước chấm riêng của nó ha. Mình cũng có ăn gỏi cá chích rồi, nhưng mà gỏi cá mai á, đây là lần đầu tiên mình ăn các bạn. Để mình cuốn thử coi. Thì mình trong cái cuốn của mình thì mình có lá xá xị nè. Lá đó là lá đinh lăng, chuối chát. Và khế ha. Cá mai bây giờ mình sẽ trộn lên. Cho miếng hành đi, đừng miệng trộn quá, cái miếng hành. Miếng hành nữa. Có hành rồi nè. Rồi. Cái miếng bánh tráng ở đây quá.
vừa vặn vừa vặn vừa vặn. Đây mình đi Nha Trang Đà Lạt đó, mình đâu có ăn mà được gì đâu không. Ủa cá mai ngon các bạn. Này ra đèn nữa cá mai ngon quá. Đi lệ ạ. Hai chào các bạn ha. Chiều hôm nay mình đến với chợ Sấm Lưới tiếp tục. Một chợ Sấm Lưới hôm nay chiều thứ bảy rất là nhộn nhịp luôn các bạn. Giờ mình sẽ ghi lại một số hình ảnh mình chia sẻ đến quý vị và các bạn nha. Trời thì đang chuyển mưa âm u quá trời quá đất luôn. Không biết thoát mưa không nữa. Dạ bây giờ là 5 giờ chiều hả các bạn, 5 giờ chiều ở chợ Sấm Lưới. Đây là xà phắn ốc các bạn. Nè các bạn ăn mới ngon ha. Đây là tôi mình nó. Dạ ốc tôm tích sò huyết còn nhỏ nhỏ luôn. Ốc này là ốc tỏi nè. Cái con này là con dung nè các bạn. Ô, tôm tích này bị chết rồi, người ta đang ướp đá rồi. À, có bán bầu ngư nữa nè. Mực nang các bạn, chị đó chị đang ấy đổ mực nang chị bán. Cái này là cá nướng cán. Cán người ta nướng á các bạn, mình thích con nào mình mua. Không biết chị bán giá sao nữa. Khi mà người ta bán ta sẽ có rau và nước chấm đầy đủ cho mình. Tôm tích đây con nhỏ không các bạn, nãy con đằng kia bự bự không. Nghe không các bạn, tiền nào của đó. Đây cá nướng. Nhà mực đó mực gì cô? Nhiêu ký cô?
250 lần. Các bạn thấy nè, con cá quán vô quán với bạn đó là cá cam, ở đây người ta bán 120 con, kèm thêm nước chấm và rau ăn chung ha, cũng được đó, ha. Và còn đây là cá bớp. Có một chữ nhỏ nhỏ này các bạn, 170 kg. Ở chợ Xóm Lưới đó là chợ bán cho khách du lịch nên giá cả thì nó không ổn định lắm, thứ nhất. Thứ hai giá hơi cao so với những chợ địa phương ha. Ở đây người ta bán sẵn cái gì luôn nè, 150 với một mâm gì á, là mâm 150 200. Còn ngón móng tay nó lòi lòi lên. Thường thì mình thấy có rất nhiều loại giá ha. Ồ, đây là tôm khô nè. À, đây là bánh tiêu nè các bạn, bánh tiêu bánh bò. Bánh tiêu bánh bò thì giờ này ăn chiều sập tối rồi các bạn, người ta mới dọn ra bán được, tại vì nếu mà người ta bán sớm cũng không được. Nhiều chị? Giờ là hôm nay cuối tuần thứ bảy nên khách du lịch đến chợ Xóm Lưới nhiều các bạn, đông. Ở đây các bạn nãy giờ mình ngồi đây á, mình thấy con này có mồi nhãn xuồng, thấy nhiệt tình ghê lắm, cho ăn thử rồi mời gọi rất là nhiệt tình và thân thiết luôn. Này chỉ bán hộp thịt lộn di động. Dạ, một số hình ảnh vừa rồi các bạn xem đó là chợ Xóm Lưới nha, buổi chiều. Hôm nay là chiều thứ bảy rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.